Tiếp theo là combo 62 nha quý vị, cũng một cây linh sam siêu bông với một cây sâm hương Indo, 200k bao ship toàn quốc ha. Đây cây số 1 nè, anh nào mua chuyển trước 100 còn 100 shipper ủng hộ nha quý vị. Cây này đầy đủ cành 1, cành 2, cành phong luôn, ngọn luôn ha. Lùng lùng vậy giờ ít có ai làm nữa nha quý vị. Còn cây này về mình gọt nhỏ xíu lên ép chậu. Cây này của đài Indo nha quý vị, lá tròn nè. Cây này thì đẹp rồi nè. Rồi xuống luôn ha quý vị ha.